Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đổi, người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan, em ông, đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Theo Thầy, Chúa Giêsu thấy Simon và Andrê khi hai ông đang thả lưới trên bờ biển Galilê. Chúa đã gọi hai ông trở nên tông đồ của Chúa, trở nên những người lưới người. Rồi người lại gọi Giacôbê và Gioan theo người. Họ cũng liền bỏ lại tất cả để theo Chúa. Chúa Giêsu chọn gọi các môn đồ. Họ là những con người bình dân, là những ngư phủ. Sau khi nghe tiếng gọi của Chúa, họ đã lập tức bỏ tất cả mọi sự để bước theo người. Họ đã để lại sau lưng công việc mà họ hằng gắn bó, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè mà họ đã từng sống và chia sẻ để bước theo Thầy Giêsu. Chúng ta là những người được gọi bước theo Chúa ở tất cả mọi bậc sống, từ giáo dân, tu sĩ, linh mục, giám mục. Chúng ta được gọi trở nên thánh. Tiếng gọi theo Chúa là tiếng gọi nhiệm màu. Lắng nghe tiếng gọi của Chúa quả thật không hề đơn giản. Nhờ lời cầu nguyện và thinh lặng, hoặc qua những dấu chỉ hằng ngày của đời sống, Chúa có nhiều cách để mở gọi chúng ta. Vậy chúng ta có can đảm từ bỏ tất cả để theo Chúa? Chúng ta có hoàn toàn theo Chúa hay chưa? Hay đôi lúc chúng ta đã phôi pha và lạc mất Chúa? Chúng ta cùng cầu xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng ta trên con đường nên thánh. Xin cho chúng ta biết để người dẫn dắt chúng ta, bởi vì con đường Chúa dành cho chúng ta là con đường dẫn đến hạnh phúc.